Người mẫu, diễn viên Thân Thúy Hà, sinh năm 1978 tại Tiền Giang. Cô là một người mẫu nổi tiếng ở thập niên 1990. Từng đạt danh hiệu Hoa Khôi Thanh Lịch trong cuộc thi Người đẹp sông Tiền. Từ cuộc thi này đã giúp cho cuộc đời, sự nghiệp của Thân Thúy Hà trẻ sang một bước ngoặt mới. Kỳ Khuê, em đừng có uống nữa. Chú mới gọi tôi là gì? Lâu rồi tôi không nghe chú gọi tên tôi. Lại còn gọi là em nữa chứ. Khi trẻ hướng sang lĩnh vực diễn xuất, cô được khán giả yêu thích qua hàng loạt vai diễn trên màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng như Scandal, Hào Quang Trở Lại, Con Đường Tội Lỗi, Đồng Tiền Quỷ Ám, Ly Hôn, vân vân. Sau nhiều năm miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, Thân Thúy Hà đã đạt được nhiều thành tích như được đề cử Cánh Diều Vàng Việt Nam năm 2015 ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, phim điện ảnh cho vai diễn trong Scandal, Hào Quang Trở Lại, đề cử giải thưởng truyền hình HTV năm 2015 ở hạng mục Nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất, đề cử giải Liên hoan phim Việt Nam năm 2015 cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất phim điện ảnh. Nó muốn tiền chứ gì? Không dìm được báo chí thì mình phải dùng chiêu khác thôi. Cát Tường sẽ chào đón quý vị và chúng ta đã quay lại với chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Chào Thân Thúy Hà, thì hai chị em mình là không phải là quá thân nhưng mà cũng không có gì xa lạ, và rất là lâu rồi, mấy năm rồi Tường mới được gặp lại Hà luôn. Hiện tại là Hà khỏe không? Dạ em thì rất khỏe. Trước khi trò chuyện với chị thì xin chào khán giả đang xem chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Bây giờ là cái câu chuyện này đôi lúc mình cứ coi như chuyện riêng hai chị em mình cũng được, mà mình trò chuyện cho khán giả luôn cũng được nữa. Tại vì thật sự rất lâu không gặp nhau, thì chị em trong nghề cũng có rất là nhiều cái câu chuyện gián đoạn mấy năm là chị không có gặp Hà luôn. Cũng không biết là cuộc sống của Hà hiện tại như thế nào, nhưng mà không có thể nào đi tới cái kết liền, mình phải tới cái đoạn đầu trước. Thì xin giới thiệu với quý vị, Hà thì đã nổi tiếng rất là sớm. Khi mà Hà mới vừa nổi tiếng thì là lúc đó là về người mẫu trước. Dạ, đúng không? Rồi. Cái đỉnh điểm của em là người mẫu trước. Thì không biết là gia đình mình có ai hoạt động nghệ thuật hay là mình đi theo nghệ thuật này là định hướng như thế nào? Dạ, thật ra thì gia đình em không một ai theo nghệ thuật và không có một cái suy nghĩ gì về lĩnh vực này hết. Ở này là em bước vào cái lĩnh vực này cũng là một cơ duyên. Mùa hè đó thì em đi về ngoại chơi. Thì ở chung với gia đình của một người dì. Thì dượng em lại hay là một thành viên để mà đi thi đấu trong ở nhà văn hóa Bến Tre. Thì là dượng em thì chơi thể thao, thì có mấy bác ở trong sở văn hóa mới nói là sắp tới Bến Tre có tổ chức cuộc thi Người đẹp xứ Dừa. Thì cái tự nhiên cái mấy bác nó có tới nhà chơi thì nó nói thấy Hà nó cũng nhìn thôi cũng được thôi, đăng ký cho nó. Thì mấy bác đó với dượng em lại đi đăng ký xong rồi về mới báo cho nhà biết, nói con đi thi đi, dượng đăng ký rồi. Thế ở nhà tá quả có đâu biết, mà em cũng lúc đó cũng không có, mới 16 tuổi không biết gì đâu. Cho nên là chưa bao giờ mang đôi giày cao bao giờ, rồi chưa mặc một cái áo đầm bao giờ. Đó, thế là mấy dì mới đi ra tiệm cho thuê đồ cưới đó, mướn mấy cái sườn xám như mấy cái sò rê cho em mướn để đi thi, rồi bộ áo dài đi học vậy thôi, với lại một bộ đồ tennis, mượn cái vợt của cái vợt đánh tennis của một cái chú nào đó để cầm kiểu tập giá đó hả? Cái đó là trang phục tự chọn đó. Vậy thôi là thi xong cái lên luôn. Tự nhiên thi vậy xong các em được giải nhì, giải nhì xong rồi tỉnh mới cử đi ra Hà Nội thi. Đó thì đi ra Hà Nội thi thì em được giải nhất của báo Thời Trang Trẻ. Thì đó là một cái bước ngoặt lớn trong cuộc đời để mà em tham gia nghệ thuật, và cũng như là một cái nghề để chọn em và giúp
cho cái cuộc sống của gia đình em nó thay đổi. Nhưng mà lúc đó là những cái khởi đầu thôi. Khi mà đến Sài Gòn để mà lập nghiệp đó, thì cái dấu mốc nào nó quan trọng nhất trong cuộc đời của em để mà em nhớ mãi và nó khẳng định hoặc là nó thay đổi cái cuộc đời của mình? Em làm nghệ thuật thì có lẽ là tổ nghề ưu ái em, cho nên khi bước chân vào lĩnh vực người mẫu, năm trước năm sau là em đã gây dựng tên tuổi của mình rồi. Và trong suốt 13 năm em làm người mẫu thì cái vị trí của em luôn luôn là đứng vững. Cũng một phần. Học bài bản không em? Không có học gì. Em đi em còn không biết đi như thế nào. Mà ngày xưa diễn là diễn đội hình, chứ không phải là diễn mà như sàn diễn chuyên nghiệp bây giờ là một mình mình. Nhưng một, cái thời điểm sàn. Em là em diễn solo không hả? Có nghĩa là diễn đội hình nhưng mà em là vedette không mà. Dạ. Cái thời đó chị biết em nổi với tiếng. Với lại cái thời đó là người đẹp rất nhiều. Ai cũng đẹp, cũng xinh mà cái nét rất là thùy mị, nét hoa hậu á. Thì em nghĩ là tại sao nguyên một cái sàn diễn như vậy ai cũng ra cũng cười tươi như hoa rồi là cũng là một cái người đẹp. Nếu mà mình làm như vậy thì chưa chắc mình bằng người ta. Cho nên là em lại muốn đi ngược lại. Ngày xưa mọi người thì đánh son đỏ thì em lại đánh son nâu. Nó lạnh lạnh mà dạ. Nó ngầu ngầu ha. Rồi mọi người ra bước ra sân khấu là cười tươi như hoa thì em lại mặt lạnh như tiền. Thì chính vì như vậy cho nên là em có bước ra sân khấu là mọi người nhận ra em liền. Đó là tạo được cái dấu ấn. Dạ. Chứ lúc đầu em mới bước chân vô sàn diễn thì em cũng rất là tự ti vì mình là một người ở dưới quê và lại khó khăn này kia kia nọ không bằng ai. Cho nên lúc nào mình cũng tự ti. Em thì được cái là em rất là nhạy bén trong cuộc sống thì em rất là nắm bắt và quan sát. Cho nên là em phải tạo cái dấu ấn riêng. Dạ, em có một cái suy nghĩ hơi khác người một chút. Em nghĩ là năm nào mới là cái năm đỉnh điểm, đỉnh cao trong sự nghiệp người mẫu của em? 97 là em đã tạo dựng tên tuổi, vị trí của em. Và trong suốt quá trình người mẫu thì coi như là lúc nào em cũng không nhất. Nhưng mà em luôn luôn muốn mình đứng ở vị trí số 2. Đứng nhất rồi sẽ biến mất. Số 2 thì có thể mình lên số 1. Hoặc mình đứng ở đó có người vượt qua mình. Em thì em không có tham vọng, em không tham vọng lớn. Em chỉ muốn là một cái vị trí riêng và khi mà khán giả nhắc đến em là họ biết về em và biết về cái công việc của em và cái lĩnh vực em là ở đâu. Mới cái khởi đầu thôi mình đã thấy rất là hấp dẫn đúng không quý vị? Đôi lúc là cái xuất phát điểm nó không cần thiết nó phải đang ở cao, nhưng mà tuy nhiên nếu mình tạo được sự khác biệt mình cũng có thể gặt hái được những cái thành công nhất định. Với lại mình cảm thấy hài lòng là được. Tường rất là thích khi mà Hà nói là mình chỉ muốn ở vị trí số 2, không có muốn ở vị trí số 1 là vậy. Thì đó là mình điểm qua cho quý vị khán giả biết rằng đây là một cô là người mẫu, hồi xưa gọi là siêu mẫu đó quý vị. Mà là luôn luôn là đối với Tường là hồi xưa là thật ra cái thời điểm đó là chị cũng nổi tiếng ở bên ca hát. Nhưng mà nhìn tụi em là thấy nó khác lắm. Tại vì chị cũng dưới quê lên nhưng mà mình hát hò là mình cũng đơn giản. Nhưng mà khi tụi em biểu diễn là chị biết là có make up, có này kia kia nọ. Nhìn thấy nó lạnh lùng mà nó sang mà nó đẹp lắm, là mình cũng rất là ngưỡng mộ với những cái bộ cánh đồ đạc là có cái nhạc thiết kế đưa cho mình biểu diễn đó. Thì thấy là cái sự khác biệt giữa người mẫu với bên tụi chị rất là nhiều luôn. Nên là chị lúc đó chị cũng theo dõi Hà rất là nhiều, tại cũng cùng trạc trang lứa với nhau á, là thấy đây là một cái người mà nổi tiếng mà cái sự nổi tiếng rất là dài, kéo dài. Dạ, yeah. Em thì tính cách của em nó hơi mạnh mẽ chút, cho nên là ngày xưa người đẹp với người mẫu là thường là chụp hình lên báo hoặc là biểu diễn hay là chụp hình lịch. Ngày xưa là chị biết là nghề của người mẫu với lại diễn viên là đa phần là kiếm tiền từ chụp hình lịch. Thì mọi người hay chụp lịch áo dài thì em lại thích chụp hình đồ tắm. Cho nên là hầu như là tất cả những cái thương hiệu đồ tắm, luôn cả đồ lót của Việt Nam thì em là người tiên phong đầu tiên. Cho nên là em kiếm tiền một mình em là một cõi chứ không ai cạnh tranh em hết. Đó, nãy cô nói rồi, nhờ theo cái nghiệp được tổ thương mà coi như là một tay là coi như cũng gây dựng gia đình chứ bộ. Đó, rõ ràng đó là một người phụ nữ, đó là bản lĩnh. Rồi bây giờ mới vô tới cái nghiệp thứ hai nè. Không những chỉ dừng lại ở cái người mẫu bây giờ hiện tại nè, nhiều khi đôi lúc có mọi người nhiều khi còn quên cả hẳn những khán giả mới trẻ sau này, quên hẳn cái chuyện là em đã từng làm người mẫu luôn. Người ta chỉ biết em là một diễn viên. Một diễn viên rất là thành công, rất là nổi tiếng với những cái vai diễn. Thì cái duyên nào em bén duyên với điện ảnh? Em theo nghề người mẫu mười mấy năm, bắt đầu em cảm thấy là không còn cái gì để chinh phục. Em cảm thấy nó bình thường với em quá. Mỗi khi em lên sàn diễn thì giống như là em không còn máu nữa. Không còn máu với nghề nữa. Thì bắt đầu em rút lui từ từ để em kinh doanh. Thì em kinh doanh thì lúc đó em kinh doanh rất là thuận lợi. Cho nên là em bắt đầu
em muốn tập trung qua việc kinh doanh của em thì em từ từ em rút lui khỏi sàn diễn. Trong quá trình kinh doanh thì em có vài cái lời mời đóng phim. Là em cũng từ chối, em không tham gia. Em cũng không tự tin vì em nghĩ là nhìn em cá tính nhưng đứng trước đám đông em rất là khớp. Em hay bị lúc đó mình rất là ngượng mắc cỡ cho nên là em nghĩ là em không có khiếu diễn xuất. Với lại bao nhiêu người nhìn chằm chằm vô mình rất là khó và tự nhiên. Thì đùng một cái phim của anh, phim Lục Vân Tiên. Thì chị biết ngày xưa là mình phim toàn phim hiện đại không à. Phim Lục Vân Tiên là phim giống như là đình đám lúc thời đó. Thì em thử, mình hay thích coi phim Hồng Kông là công chúa rồi gì. Thì em lại đi casting một cái vai tiểu thư trong phim Lục Vân Tiên. Thì cũng ít, là một vai nhỏ, không nhiều. Thì em đóng cái phim đó xong khoảng 4 năm sau em mới xuất hiện lại. Em bắt đầu em đi cái phim thứ hai và bắt đầu cái em không phải là em đam mê về cái nghiệp diễn đầu tiên, mà em cảm thấy em có tình cảm với cái không khí của đoàn phim. Cái cách mà sinh hoạt, rồi mỗi ngày là mấy chục con người gặp nhau, chào nói, rồi vui cười. Thì bắt đầu em nhớ cái đoàn phim. Khi mà em không quay phim nữa, kết thúc, em cảm thấy buồn, em rất là nhớ đoàn phim, em nhớ cái không khí đó. Cái có một cái phim nữa mời em, đó là em không suy nghĩ nữa. Là đi luôn. Em tham gia, là từ đó bắt đầu là mình yêu cái công việc này. Em thấy là mình hợp với vai chính diện hơn hay vai phản diện hơn? Nói chung là đạo diễn mời em chủ yếu là cái thể loại vai gì là nhiều nhất? Cái gương mặt em thì chắc có lẽ là nó đa dạng hơn. Có những đạo diễn thì họ thích em thể hiện vai hiền hơn. Nhưng mà cái phần trội của em thì đa phần thì mọi người thích em diễn vai phản diện. Và em thấy đối với em vai phản diện, em vô nó ngọt hơn. Là bản thân mình vẫn thấy là mình ngọt vai phản diện hơn. Chắc có lẽ là em đóng vai phản diện nhiều quá rồi. Đâm ra đối với em là nó nhập vai, nó ngọt hơn. Giống như hiện tại em đang đi hai phim, một phim là phản diện, một phim là chính diện. Nhưng khi em đóng vai chính diện thì em bắt đầu em hơi bị căng thẳng. Và em tự nhắc nhở bản thân mình là cái tiết tấu lúc nào cũng phải chậm hơn một nhịp. Cái ánh mắt cũng vậy. Và em nhờ đạo diễn là có gì nhắc nhở em giùm, để em tiết chế lại. Nhiều khi em quên, em quen với lại cái vai phản diện thì nó sẽ bị lộ. Có vẻ cái chính diện nó hợp với cái con người mình ở ngoài hơn. Mọi thứ nó nhanh nhẹn, nó quyết đoán, nó sắc bén. Thì nó vào cái vai phản diện nó sẽ dễ hơn. Dạ, em thì cái tính em rất là nhanh lẹ. Nói chưa xong câu chuyện là em đã đứng lên, em làm xong rồi. Cho nên là kêu em dịu là cái tự nhiên đâm ra. Lâu lâu mình cảm thấy giống như, ủa sao mình hình như là mình đang giả tạo hay sao. Cho nên là em nói mình phải... có đôi lúc mình cũng nên chậm lại, mình nhẹ lại mọi thứ. Giống như cái trong cuộc sống của mình cũng vậy nữa. Lái xe nhanh hơn hoặc lái xe chậm hơn thì cái nào nó hay hơn. Lái xe chậm thì lúc nào nó cũng an toàn hơn. Nhưng mà chị cảm giác có vẻ giống như con đường đến với nghệ thuật của Hà là may mắn. Dạ, rất là may mắn. Đến người mẫu cũng may mắn, cũng không qua học qua trường lớp, vụt một cái cũng là lên đầu liền. Đến qua phim ảnh cũng vậy, Hà thì đa số là toàn diễn chính không. Đó, rất là may mắn. Đôi lúc nhiều khi á, chị lúc có thời gian chị còn ganh tị với em là bản thân chị là học bài bản trường lớp nhưng chị chưa bao giờ nhận những được những vai chính. Nhưng mà có thể là vì vóc dáng, rồi vì không biết, cái là tổ nghiệp thôi, không chị tôi cũng không hiểu. Nhưng mà rõ ràng nếu cố gắng mình cũng có cố gắng, nên chị cũng rất là ngưỡng mộ Hà. Thật sự cho đến giờ phút này em cảm thấy là con đường nghệ thuật của em, công việc của em phải nói là rất rất là may mắn. Luôn cả trong cái thời điểm mà phim truyền hình của miền Nam mình nó đi xuống rất nhiều, và thậm chí một số đồng nghiệp họ không có phim đóng, họ phải chuyển nghề, thì em không lúc nào mà em không có phim hết. Luôn cả trong thời điểm dịch em vẫn hoạt động, em vẫn kiếm tiền từ phim. Có lẽ là cái chuyện riêng tư cá nhân, người ta nói là thường là người ta nói là đen tình đỏ bạc hoặc là ngược lại, thì em thấy là có thể em may mắn trong công việc, nhưng cái chuyện về chuyện tình cảm, về chuyện cá nhân của em thì nó lại không được may mắn như công việc của em. Nhưng em nghĩ thì ông trời không cho ai hết tất cả và không ai lấy ai hết tất cả, cho nên mình phải chấp nhận là công việc của mình thuận lợi. Thì cái chuyện riêng tư của mình nó cũng gặp ghềnh. Tại vì Hà nhắc tới chuyện riêng tư nha, chứ chị tưởng có nhắc nha. Nhưng mà thật sự thì đó là cái sự mà tại sao có một cái gì đó nó liên kết giữa hai chị em. Mặc dù không có gặp nhau nhiều nhưng mà
Tường rất là quý Hà. Ở cái chỗ Tường có cảm giác như cái người phụ nữ này nó cũng có những cái điểm nó hơi tương đồng với mình, ngay cả về tính cách mà ngay cả số phận cuộc sống. Nếu mà nói chuyện riêng tư nó cũng không được may mắn trơn tru trong cái chuyện tình cảm. Nhưng mà cái thời điểm, tại vì chị Tường không có đi phim mấy năm nay rồi nên cũng không có gặp Hà, thì mình lại mưu sinh ở một cái công việc khác. Nhưng mà cái thời mà còn lúc mà mình còn đi quay á, thì lúc đó là Hà chưa có cái đứa con xíu sau. Dạ. Chỉ có cậu bé trai mà. Lúc em đi phim với chị Tường là em sanh con em chưa được 1 tuổi. Đúng rồi, là đứa đầu tiên đầu thôi. Dạ. Ý là như vậy, thì bởi vì Tường mới nói là mình cũng biết cô nàng này là giống như mình, là bà mẹ đơn thân để nuôi con. Thì mình nói cái đoạn đó trước đi, khi mà đơn thân nuôi con mà một mình ở Sài Gòn, xung quanh thì chị biết cũng không có những người thân. Lúc em ở một mình chị biết mà, chị cũng biết là em có những người bạn rất là thân cũng hỗ trợ em những lúc rất là khó khăn. Hồi nãy Hà có chia sẻ cái đoạn là có những lúc giai đoạn không có tiền trong túi, hình như giai điểm đó là chị Tường cũng biết là em có những lúc là không có tiền luôn. Và may mắn là Hà cũng có những người bạn thân hỗ trợ giúp đỡ mình, nhưng mà giúp thì cũng một phần nào. Bản thân là em phải tự nỗ lực. Thì giai đoạn đó em nghĩ rằng là mình có gặp những cái khó khăn gì mà em cảm thấy nó quá bế tắc với mình không? Cái giai đoạn mà em đóng phim với chị Tường á, là giai đoạn đó là giai đoạn khó khăn nhất của em. Là em vừa sanh con được mấy tháng, em lại ly dị. Và bản thân em lúc đó không có xe, không có tiền, không có một gì trong tay hết. Em đi ra ngoài mướn nhà ở mà em phải vay tiền của bạn em. Đó là thời điểm khó khăn. Nhưng may mắn ngược lại là em quay liền một lèo trong đó. Một năm đó em kiếm tiền là khoảng 1 tỷ mấy tiền phim. Cho nên là em cũng khó khăn là khó khăn về tài chính thôi. Nhưng công việc của em thuận lợi. Cái điều mà em suy nghĩ làm cho em đau đầu nhất là con em nó còn quá nhỏ. Em phải tập trung đi làm để kiếm tiền, gầy dựng lại cái cơ ngơi của em cho đứa con mới ra đời của em. Thì thời gian đó em xa con nhiều. Thêm nữa là em không có người chăm sóc, cho nên là em phải nhờ dì ruột của em lên Sài Gòn phụ em để coi giúp con trai em. Tại vì nếu như mà mình thuê bảo mẫu ở ngoài á, thì mình đâu không yên tâm để mình giao con. Cho nên là em nhờ, tại vì hồi nhỏ em sống với dì của em, dì em là chăm em, cho nên em nhờ dì em lên coi phụ em. Thì cũng may là dì em đồng ý, cho nên em mới yên tâm đi làm. Và chỉ có giai đoạn đó, nó có 1-2 năm thôi. Em 1 năm mấy là em ổn định lại được. Dạ, rồi. Dạ đúng rồi. Cho nên là em, cái thời điểm đó là thời điểm khó khăn nhất của em. Nhưng mà nó cũng không làm cho ảnh hưởng gì đến em nhiều. Nhưng mà rồi người ta nói vậy nè, cái gì đó, sự việc nó một lần. Bây giờ tại đoạn đó là đoạn chỉ biết về Hà hết rồi. Dạ. Cho nên có thể là mình nói đúng hết, mình hiểu để khai thác thêm cho khán giả hiểu thôi. Nhưng cái đoạn sau này là đoạn chị không hiểu. Tại vì đặt ra cuộc sống nghệ sĩ là mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy sống, cũng không có nhiều thời gian để mà tâm sự đâu. Nhưng mà lúc đó thì là bà mẹ đơn thân, chỉ nuôi một con. Nhưng mà bây giờ nuôi 2 con mà cũng bà mẹ đơn thân hả? Như thế này, đứa thứ hai là em rất là mong muốn có một đứa con thứ hai. Thời trẻ em còn mong muốn em có 4 đứa con. Em rất là mong em sanh được 4 đứa con. Nhưng mà em lấy chồng thì muộn quá, 31 tuổi em mới sanh. Thì sanh xong em lại ly dị. Là đến khi em cảm thấy là mình nuôi con, mình tạo ra một đứa con, kinh tế mình phải vững vàng, vững chắc, thì mình bảo đảm cái cuộc sống cho con mình, thì mình mới dám sanh, còn không thì là 1 đứa. Khi mà kinh tế của em đã ổn định, và em thì lại không muốn lấy chồng. Em không muốn, em không phải là sợ, nhưng mà em cảm thấy là thích thì sống với nhau, còn không thích nữa thì giải tán, chứ không thể nào đám cưới hay là kết hôn hay gì. Em cảm thấy nó ràng buộc quá. Có nghĩa là em đã có cái suy nghĩ này từ lúc mà mới ly hôn cái lần đầu tiên, là em đã có cái suy nghĩ như vậy rồi. Và em đã từng có nhiều mấy cuộc phỏng vấn là em nói em không lấy chồng nữa. Em có thể em có con nhưng mà không lấy chồng nữa. Đó là cái điều em lựa chọn, và con đường này em lựa chọn. Và em đã chuẩn bị hết những cái khó khăn của một người mẹ đơn thân mà 2 con. Có nghĩa là cái bé sau cũng là trong cái kế hoạch của em, mong muốn. Dạ. Cho nên là dĩ nhiên cái mối quan hệ của tụi em nó vẫn tốt đẹp. Nhưng mà để mà có một cái đám cưới hay là có một cái tờ giấy kết hôn thì không. Đó là em không muốn. Dạ. Nhưng mà chẳng lẽ cái bản thân cái người đó cũng không muốn. Rồi em có bao giờ nghĩ tới là, nhưng mà con em nó thật muốn ra không? Em không muốn là
đó ý, em là cái người đưa ra cái điều kiện ngay từ đầu. Thì đồng ý thì em không có dụ, em không có gạt. Thì đối với em là em cần một đứa con. Và em cũng cảm thấy cái điều đó là một cái điều bình thường. Với cái xã hội bây giờ thì cũng có nhiều người suy nghĩ như em. Hiện tại thì cái quan điểm mà em nuôi dạy con cái mình thì nó như thế nào? Em thì em không tạo áp lực cho con em trong chuyện học hành. Nhưng mình cũng phải có chừng mực. Thì em là cái người rất là thương con. Con em biết là mẹ rất thương mình. Muốn gì mà đáp ứng được là mẹ đáp ứng. Nhưng một khi đã không là không. Em không bao giờ em đánh con em hết á. Em chỉ cần kêu ngồi xuống nói chuyện với em mà thấy mặt em nghiêm túc là nó rất sợ. Cho nên là em dạy con em là ví dụ như có những cái cần nguyên tắc là nguyên tắc. Giống như là không cho chơi điện thoại, không xem tivi. Cuối tuần thì được xem, được coi điện thoại, chơi điện thoại trong vòng bao nhiêu, thời gian bao nhiêu. Em để điện thoại em không giấu đâu. Em không có cất. Em để điện thoại đó. Rồi em đi làm. Khi cuối tuần mà con em muốn chơi là phải gọi điện thoại cho mẹ. Xin chơi và mẹ cho chơi bao nhiêu phút là bao nhiêu phút tắt. Nếu như vi phạm thì lần sau là cắt ngắn thời gian lại. Có một lần con em nó trốn, nó cầm điện thoại ngày thường mà nó trốn vô toilet để nó chơi điện thoại. Ở nhà em phát hiện được là em tịch thu 4 tháng trời. Không dám trong 4 tháng trời đó không dám biết. Em hỏi là con biết lý do tại sao mà con bị phạt không? Nó nói biết. Nó, con cảm thấy là như vậy có công bằng không? Nó nói không, đúng, mẹ phạt con đúng. Nó nói lần này là lần đầu tiên nhưng lần thứ hai là mẹ tịch thu vĩnh viễn. Cho nên là em không đánh con. Em thường em trò chuyện, em tâm sự với nó nhiều hơn. Và em phạt nó, em phải giải thích cho nó lý do tại sao để nó phục và nó tự nguyện để mà cho em phạt. Em thấy cái tiên chức làm mẹ giáo dục con cái với cái việc là chinh phục cái con đường sự nghiệp của mình cái nào khó hơn? Thật ra em nghĩ là dạy con sẽ khó hơn. Bây giờ thì nói quá sớm. Khi con mới 11 tuổi với một đứa 2 tuổi mà nói là mình dạy con thành công, em không dám chắc điều đó. Nhưng em chỉ mong là con em á, em cũng không tạo áp lực cho nó là con phải học, là phải thuộc học sinh giỏi như thế nào thế nào thế nào. Em chỉ nói là con học như thế nào để mẹ và mẹ tự hào về con. Và trong trường á, là mọi người nói ồ con của diễn viên mà học như vậy là được, hay là học dở như vậy là mẹ phải mất mặt, mẹ xấu hổ như thế nào thế nào. Thì lúc đầu con em học rất là bình thường, dạng trung bình thôi. Thì mỗi lần đem kết quả về thì em chỉ giả bộ em mặt buồn một chút xíu. Thì em thấy là năm sau nó tiến bộ. Vừa rồi là học sinh giỏi và rất là phấn khởi mẹ. Con làm cho mẹ được hãnh diện rồi đó. Là đưa tờ giấy rất là mặt rất là hãnh diện. Cho nên em nói trời, con có cảm thấy là con tự hào khi con được học sinh giỏi không? Bạn bè trong lớp nhìn con như thế nào? Cô giáo động viên con, cô giáo tự hào về con không? Nó nói có. Nó như vậy cái tâm trạng của con như thế nào? Thì nó nói con vui lắm mẹ, con tự hào. Nó thì mẹ giống như chan con vậy đó. Cho nên là như vậy thì em thưởng là con muốn thưởng cái gì mẹ sẽ tặng cho con. Thì ảnh không cần suy nghĩ, mẹ tặng cho con cái máy tính nói không, con không được tặng máy tính. Hết cấp 3 con mới được tặng máy tính, mẹ chỉ tặng cho con cái gì. Thế là đồng hồ, anh xin đồng hồ, ok đồng hồ thì chấp nhận. Xong cái ảnh hơi suy nghĩ lại, thôi mẹ tặng cho con một cái áo gì của thần tượng gì của ảnh đó. Nó ok được thôi. Chứ điện thoại hay là máy tính hay gì, những cái gì mà xa xỉ quá, em mới nói là con có biết một cái máy tính đó là bao nhiêu tập phim của mẹ không? Mẹ đi làm cực khổ như thế nào mới được số tiền đó. Cho nên không phải cái con muốn thì từ từ con lớn lên con đi làm, con lấy tiền con mua. Chứ mẹ thì mẹ không đáp ứng được nhu cầu đó của con. Thì em sẵn em cho nó biết được là cái đồng tiền làm ra như thế nào, khó khăn như thế nào. Trải qua những sóng gió trong tình yêu, hôn nhân, Thân Thúy Hà trưởng thành và bản lĩnh hơn. Dù là mẹ đơn thân,
nhưng cô vẫn rất mạnh mẽ và tự tin vượt qua trước mọi khó khăn. Thân Thúy Hà dành nhiều thời gian cho gia đình, cho con như một cách để cô tìm được niềm vui trong cuộc sống. Mỗi người chọn cho mình một cách sống và cảm nhận về hạnh phúc khác nhau. Với người mẫu diễn viên Thân Thúy Hà, hạnh phúc giản đơn là được ở bên, chăm sóc, dạy dỗ những đứa con bé bỏng của mình, luôn có những người bạn, người thân trong gia đình nhỏ của mình sát cánh bên chia ngọt, sẻ bùi. Hiện tại giá trị hạnh phúc của Hà là ở đâu? Em có một cô bạn nói với em một cái câu này và em cảm thấy khá đúng. Hạnh phúc hay không là do bản thân mình cảm nhận. Và em cảm thấy cái điều đó đúng và em áp dụng cho em suy nghĩ là hạnh phúc của em là nằm trong suy nghĩ của em. Em suy nghĩ về cái điều nó đơn giản thì nó sẽ làm cho mình hạnh phúc, mình làm nó nặng nề quá thì nó làm cho mình mệt mỏi. Và mỗi khi em nhìn thấy con em nó chơi đùa, nó quan tâm với nhau, hoặc là con trai em nó ôm em gái nó ôm trong lòng để nó cho coi điện thoại thôi, làm cảm thấy tại sao mình hạnh phúc quá vậy? Mình có ai hạnh phúc như mình hay không? Hay cái hạnh phúc của em chỉ đơn giản lắm chị? Ngày nào mà em được nghỉ, em nấu ăn cho con em, hoặc là em cắt móng tay cho con em thôi, em tắm cho con em thôi là em cảm thấy em hạnh phúc vô cùng. Cái hạnh phúc của em nó đơn giản, nó nằm trong ngôi nhà của em thôi. Cảm ơn Hà đã trải lòng với những cái câu chuyện của Hà ngày hôm nay. Và vậy Tường chỉ chúc cho gia đình nhỏ cũng như là đại gia đình lớn của Hà luôn được nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười. Và bản thân Hà sẽ còn thăng tiến và phát triển nhiều hơn nữa trong cái sự nghiệp mà Hà cho rằng đó là cái quan trọng nhất của cuộc đời mình. Và khi mà một người nào đó họ tri ân cái việc đó, họ cống hiến và họ sẵn sàng hy sinh, cái từ mà Hà nói Tường rất là cảm thấy rất là ngưỡng mộ, dám hy sinh đó, thì chắc chắn là mình sẽ đạt được những cái thành quả như mình mong muốn. Em cảm ơn chị Tường và cũng mong là câu chuyện của Hà đến với khán giả thì có một chút xíu nào đó để chia sẻ kinh nghiệm của mình. Và cũng là Hà cũng mong hy vọng là mọi người đừng có bắt chước cái tính cách của Hà cực lắm. Ít ra có một người đàn ông bên cạnh chia sẻ cái trách nhiệm, cái công việc của mình thì mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn tại vì bản thân Hà lì quá cho nên Hà mới chịu đựng được. Cảm ơn Hà rất là nhiều đã dành thời gian đến chia sẻ những cái câu chuyện của mình với chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu nha. Và các Tường cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe câu chuyện cái hành trình ngày hôm nay của hai chị em. Qua câu chuyện này nó có rất là nhiều khúc, những rất là nhiều đoạn để mà chúng ta có thể phân tích, và chúng ta sẽ mỗi người sẽ tự cảm nhận xem hạnh phúc của mình ở đâu, mình đã đi đúng hướng hay chưa. Bởi vì như Hà nói, đôi lúc chúng ta nhẹ nhàng thì cái hạnh phúc nó cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy được ở xung quanh mình thôi, những điều rất là nhỏ nhặt, rất là bình dị ở trong cuộc sống, đó là hạnh phúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình nhé. 20 giờ thứ bảy hàng tuần và được phát lại vào lúc 15 giờ 35 phút chủ nhật và thứ năm của tuần sau trên kênh TTV11. Và chương trình của chúng tôi cũng sẽ được phát sóng lại trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.